Đây là hậu quả của việc con chim nhận nuôi một con hà mã ở trên cây. Năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ngày hôm nay, mình đi mua một con cua. Sau khi tháo dây buộc ra, thì mình phát hiện mình đã trúng thưởng một cái màn. Anh em có thấy mình may mắn không nào? Sắm hình con hổ như thế này lên tay thì ai ai cũng phải khiếp sợ bạn mà thôi. Đây không phải là một con khủng long bào chúa đâu, mà đây chắc hẳn là một con thằng lằn bào chúa. Đây là hình sắm Goku phiên bản thiếu kinh phí. Rồi ôi, cái xúc đất mà to hơn chiếc xe như thế này thì làm sao mà xúc đất được đây? Đây là cách để khắc phục vết xước trên một chiếc xe ô tô. Còn đây là cách biến vết xước thành một trường của Ryu. Bằng một cách nhìn nghệ thuật, chủ nhân của chiếc xe này đã biến vết mọp trên xe ô tô trở thành một cảnh hai người đang hôn nhau. Xem ra đôi giày này quá nhỏ bé đối với đôi chân kia. Đây là một chiếc xe đạp dành cho những người thích lái xe ô tô nhưng không có tiền. Còn đây là chiếc xe đạp sẽ giúp bạn di chuyển trên địa hình băng tuyết. Đây là bộ trang phục đi dự tiệc sẽ khiến cho người khác chú ý đến bạn nhiều hơn. Nhấn đăng ký và bật chuông.